Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại trước mắt chúng ta đây là một chiếc Hilux một cầu số tự động phiên bản 2023 vừa về bên em và được lắp phụ kiện. Và bên cạnh là một chiếc Hilux hai cầu số tự động phiên bản 2020. Thì hôm nay em xin phép là giới thiệu cho anh chị về chiếc xe này Hilux 2023 bản một cầu ngoài thì nên lắp những cái gì và bên em đã làm những cái gì ở trên chiếc xe này rồi. Thì đầu tiên thì trước khi giới thiệu cho anh chị về các option mà em đã độ lên xe và khuyên anh chị nên lắp những cái gì thì em sẽ so sánh một chút về cái nội thất, ngoại thất cũng như là nó đã khác những cái gì so với phiên bản 2020. Thì đầu tiên anh chị thấy cái form dáng của nó vẫn tương tự như vậy. Chiếc xe bản Hilux một cầu số tự động 2023 này thì đã được lên cái thùng cao, cái form sẽ khác một chút chút nhưng mà tuy nhiên là nó đã form thì vẫn giữ nguyên như vậy. Còn về chi tiết thay đổi những gì thì đầu tiên em sẽ cho anh chị thấy là cái cụm đèn của phiên bản hai cầu số tự động 2020 thì nó sẽ như thế này. Đèn bi LED, số bi LED pha cốt chung bóng và có cái dãy này là mạ màu xám. Còn phiên bản 2023 thì là cũng là đèn bi LED nhưng mà cái dãy này là được mạ chrome sáng. Đây anh chị thấy giống nhau, chức năng giống nhau, đều có là đèn tự động này, đều có đèn bi LED chung bóng và chiếu sáng qua projector. Tuy nhiên là cái xe 2023 này nó có một vài điểm thay đổi khác nữa. Em sẽ đi đến đâu em sẽ kể đến đấy. Thì đầu tiên là vòng đến đây là khác, đầu tiên là cụm đèn này đã được nâng lên. Ngày xưa là cụm đèn halogen phản xạ đa hướng, còn phiên bản này thì là xe nâng cụm đèn giống cái bản hai cầu ngày xưa. Và ngoài ra chiếc xe này đã được nâng lên cái tiêu chuẩn khí thải là Euro 5. Và anh chị đồng thời anh chị giúp em là nếu mà lấy chiếc xe này thì sẽ sử dụng nhiên liệu dầu diesel Euro 5 giúp em. Ồ, cái cảnh báo ở đây có hệ thống chiếc xe này có hệ thống lọc khí bụi diesel và có thể xả được, nút xả ở đây, khi nào mà cần xả thì xe sẽ báo. Và cái anh chị lưu ý là khi nào mà dừng đỗ ở những cái chỗ mà thoáng mát thì mình sẽ mới xả nhé. Còn ngoài ra thì có một số điểm khác là cái màn hình này đã được nâng lên màn hình to hơn, có Android Auto và Apple CarPlay, được nâng lên là 6 loa, có loa ở trên trụ A này, hai loa ở cánh cửa trụ A hai bên, cánh cửa trước hai bên và cái loa sau hai bên. Ngoài ra thì cũng không thay đổi gì đáng kể. Giá là 852 triệu, lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 900 triệu. Còn về chiếc xe này cần độ những cái gì thì thứ nhất là về đèn thì là không cần độ rồi bởi vì đã được nâng lên cụm đèn mới. Còn về thùng là một cái chi tiết là đa số người đi bán tải sẽ độ, thì thùng nó có là thùng thấp này, thùng cao, rồi thùng cuộn, rất nhiều loại, mà loại chỉ lắp dán nóc chẳng hạn. Thì như chiếc xe này mà em đã lên là thùng nắp cao dành cho anh chị nào mà chở hàng mình tránh nước các thứ ấy, thì mình có để ở trong cái thùng này thì nó sẽ là hợp lý. Và đặc biệt nữa là cái thùng này là thùng cao có đèn thì nó sẽ tích hợp cả cái đèn phanh rồi đèn báo rẽ ở lên phía cái cụm đèn của cái thùng này thì giúp xe đi vận hành an toàn hơn rất nhiều. Và cái thùng này thì có cái ti thủy lực đỡ. Ngoài ra thì cái nắp thùng này nó khá là nặng ấy, thì anh chị có thể nghiên cứu là độ thêm cái ti trợ lực để đóng mở cái nắp dưới của cái cốp này nó dễ dàng hơn. Ngoài ra thì xe đã được trang bị là 4 cảm biến sau thì không cần độ thêm cảm biến. Tuy nhiên là với chiếc xe dài như thế này thì anh chị nên lắp thêm cái cam lùi giúp em. Và đấy là về ngoại thất. Còn thêm một cái option nữa nó mang tính chất trang trí là chính, thì chiếc xe này nếu mà có cái bộ cua lốp ấy, nó giống như này, nó giống như cái bộ cua lốp của phiên bản 2020 hai cầu số tự động ấy, thì trông nó sẽ khỏe khoắn hơn ở phần ngoại thất. Đây là tính chất trang trí là chính. Còn ngoài ra ở phần nội thất thì anh chị nên là độ giúp em cái bộ ghế là ghế da. Cái chiếc xe này bộ ghế nỉ của nó là ghế nỉ zin màu đen, thì em đã độ lên đây là ghế da màu đen và khâu chỉ trang trí là họa tiết quả chám chỉ màu xám, nó đồng bộ với cả cái nội thất của xe là nội thất màu đen trang trí là màu xám, mạ xám, thì nó phù hợp với cái nội thất. Còn cái nữa là anh chị nên là lắp cái trải sàn giúp em và cái cam hành trình. Đấy là những cái option anh chị nên lắp với cái chiếc xe này. Thì em sẽ soi cho anh chị chi tiết cái chiếc ghế này nó được lắp ghế như thế nào. Đây là ghế này, bọc cả trước cả sau, cả hàng ghế trước và hàng ghế sau luôn. Anh chị soi chi tiết này, các đường chỉ may nó vừa, có logo Toyota ở đây, có các đường chỉ may rất sắc nét ở đây, không ảnh hưởng gì đến cái zin của xe cả. Cũng như là như anh chị có thể là sử dụng đồ hãng ấy thì cái vận hành về an toàn, ví dụ như túi khí bung các thứ, thì nó sẽ anh chị dùng hàng hãng nó sẽ đảm bảo hơn. Còn về trải sàn da hay đây là em trải từ đầu đến hàng ghế thứ hai luôn,
để tránh cho cái trường hợp là cái hiệu của mình nó dễ bị mưa ấy. Anh chị giày ướt lên này, cái sàn nỉ của nó là sàn nỉ zin như thế này, anh chị trải từ đầu đến cuối thì bước lên xe thì mình rất dễ vệ sinh. Đây là ngày thứ hai của xe. Nó liên quan đến thẩm mỹ cũng như là vẫn công năng sử dụng. Còn đây là thùng cao có đèn, chi tiết của nó này, bên em sẽ là có một cái nắp thùng bên trên và ở đây là chiếc keo silicone và bắn ốc xuống dưới cái thùng này để nó đạt được cái an toàn tối đa. Rất là kín, anh chị yên tâm là mình chở hàng mà có nước ấy nó sẽ không bị bị vào trong cái thùng hàng của mình. Thì vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Hilux mà em đã thi công ở đây, mà giá bán cũng như thay đổi những cái gì. Thì anh chị liên hệ, nếu mà anh chị cần thêm thông tin gì hoặc là liên hệ mua xe thì liên hệ giúp em có số hotline trên màn hình. Em sẽ hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.